Hồi lễ cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen cha với sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài. Cảm tạ ơn cha với tình yêu của Ngài đầy dẫy trên chúng con, bao phủ lấy chúng con. Cảm tạ ơn cha, Ngài là đứng chăm sóc linh hồn chúng con, chăm sóc cho chúng con một đêm qua được ngủ ngon, thức dậy khỏe mạnh. Để chúng con mở mắt nhớ đến Ngài và cảm tạ cha trong mọi sự. Ôi cha, con cảm ơn Ngài. Thì mỗi lần chúng con được Ngài gìn giữ thì chúng con luôn luôn ở trong Ngài. Chúng con tin rằng chúng con được ở núp trong cánh của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài, xin Chúa cho chúng con được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Ngài trên đời sống của chúng con, để Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con, soi dẫn chúng con biết đi theo đường và lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm tạ Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Chúa yêu Ngài hơn, yêu Ngài hơn hết mọi điều, và con yêu gì thế giới kia là chi. Chúa, con nguyện yêu Chúa hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa Ngài. Tình yêu Cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng. Lòng thương khắp cứu Chúa, thấm sâu hơn biển hồ. Và ân điển quý giá, bao la hơn thế giới này. Sẽ không bao giờ đến mất Ngài, sẽ không bao giờ xa Chúa yêu Ngài hơn hết mọi điều, rằng con nghe gì thế giới kia là chi. Chúa con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con xin con xin chào Chúa. Đức Thánh hôm nay trong năng thiên ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con xin xin chào Chúa. Hãy dẫn dắt con trong ngày linh con. Thần linh sự sống, xin Ngài hãy đến, xin ban cho con con mạnh mẽ hơn. Thần linh quyền năng, xin Ngài đến, Ngài hãy đến, xin cho con với năng Chúa Thánh Linh ơi, con xin vui tôi sáng nay trong năng quyền. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy dẫn dắt con trong ngày đời con. Thần linh sẽ sống, xin Ngài hãy đến, xin ban cho con sức mạnh mạnh mẽ. Thần linh quyền năng, xin Ngài đến, xin ban cho con với năng quyền Cha. Xin ban cho con với năng quyền Cha. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Cho Chúa. Nên chúng ta cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, cho dân Israel và cho đất nước đang sinh sống, với đoạn Kinh Thánh Khải Huyền 21, bắt đầu từ câu 1. Đoạn tôi thấy trời mới đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.
Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật, đoạn lại rằng hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài đã phán cùng tôi rằng, xong rồi ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng, kẻ nào khác là sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ là Đức Chúa Trời người và người sẽ là con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và những kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi và bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ của chiên con. Amen. Amen. Dạ, thì trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa nói đến trời mới và đất mới, Jerusalem mới. Chúa nói đến dân của Ngài, những con người mà được thuộc về Chúa, được cứu và được đi trên con đường của Ngài, và nói tới ý một trời mới, đất mới để dân của Ngài ở trong đó. Cái sự toàn thắng và là của Chúa đến cho dân của Ngài, là những hội thánh, là những cơ đốc nhân, để sống với một đời sống đắc thắng. Như Chúa nói rằng câu số 7, kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Chúa đang nói với những cái con người mà tiếp nhận Chúa, sống trên đường lối của Ngài và thực thi những cái điều của Ngài trao, và trách nhiệm của một người cơ đốc nhân, trách nhiệm của hội thánh là thực hiện những cái công việc mà Ngài trao, khi Chúa cho cái quỹ để sống ở dưới đất này để thực hiện. Khi trời đất cũ đang có, mà những con người đã tiếp nhận Chúa đang sống ở trời cũ đất cũ, nhưng khi một người tiếp nhận Chúa là đang sống trời mới đất mới ngay ở trong lòng rồi. Đó. Thì
như Chúa cũng nói mà, là nước trời ở trong anh em. Thì trong cái con người thiêng liêng thì mình đã có trời mới và đất mới. Thì chính cái là đấng mạnh, tức là chính Chúa, là qua sự chết và sự sống lại của Ngài, đứng toàn thắng ở trong mình, thì mình sẽ lập nên cái trời mới, đất mới cùng với Ngài. Và đoạn Kinh Thánh này, Ngài nói về cái trước khi để Ngài dẹp cái trời mới, đất trời cũ, đất cũ thuộc thể ở đất này sau 1000 năm, là Ngài nói đến là chuẩn bị để cái chết thứ hai đó. Thì hiện nay tất cả anh những con người mà được đi theo Chúa, những hội thánh của Ngài, và Ngài trao cho cái quyền lực là đại diện cho nước trời, là cơ quan quyền lực cao nhất trên hết tất cả các cơ quan ở trời cũ, đất cũ này, và có thẩm quyền, có chìa khóa mở cửa trời mới, chìa khóa. Thì hiện nay đất nước Việt Nam của mình đang ở dưới một cái quyền chính của một cái tào quyền, và điều ở đây là Chúa muốn con dân của Chúa là phải cái người biết Chúa đã ban quyền hết rồi, Chúa ban quyền cho dân của Chúa, cho hội thánh rồi, và trao quyền lực và chìa khóa. Thì để cái điều mà cái sự thắng trận là chỉ có con dân của Ngài với đủ thẩm quyền để mà thắng những cái quyền lực tối tăm thôi. Thì nếu như con dân của Ngài mà không biết cái trách nhiệm của Chúa ban cho, thì Ngài cũng có những cái hình phạt để mà làm tỉnh thức cho dân của Chúa. Như ở đây Ngài cũng đã nói ở trong những cái hèn nhát, câu số 8, còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, phù phép thờ thần tượng. Đây là một cái list mà Ngài đưa ra, phàm kẻ nào nói dối của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Khi mà một ở trong một cái đức tin tôn giáo thì không có chỉ biết được cái sự chết là chết thôi, chứ chẳng không có cái sự dạy dỗ chết thứ nhất và chết thứ hai nữa. Vì cảm tạ Chúa đã cho em cùng với anh chị em ở đây ở một cái hội thánh mà Chúa dạy dỗ một cách rất là cụ thể và rõ ràng, để mình luôn nhận thức được rằng những con dân của Chúa sau khi nhận tiếp nhận Chúa Giêsu, mình phải được lớn lên và trưởng thành, lãnh trách nhiệm về cho mình, cho gia đình, cho môi trường, cho dân tộc, cho đất nước, và phải trách nhiệm cho cả một trời mới, đất mới, để cùng với Ngài để mà làm một cái xây dựng lại cái trời mới, đất mới ở trong con người nữa, cũng như thuộc thể, cũng như thuộc linh, vừa cùng với Ngài. Thì cái điều trách lãnh trách nhiệm đó, thì mình cùng với Đức Thánh Linh làm. Mà nếu như con người cũ thì thích làm một mình, mà con người cũ thì làm theo ý riêng đó. Trong cái con người cũ nó đầy rẫy những cái list này: hèn nhát nè, không có tin kính nè, Chúa nè, đó, một con người nhiều khi không phải là cầm dao mà giết người đâu, những cái lời ăn tiếng nói mà cũng đã giết người khác rồi, đó qua là cái tính cách không có ngó ngại, cái lời lẽ, đó. Rồi mà Chúa đang nói những cái kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, mà mình biết được rằng mình sẽ có Chúa cho những cuối cái thời kỳ cuối cùng, Chúa cũng đổ thần của Ngài xuống để mà Chúa cứu dân Ngài, một cái biển lòng thương xót của Ngài, để mà cho con dân của Chúa được ở trong cái vương quốc ngàn năm. Nhưng mà trong vương quốc ngàn năm thì
cũng phải có rất là nhiều loại người để được 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 sống ở trong đó nữa. Nhưng cái điều mà Chúa cho mình anh chị em mình sống ở được sự dạy dỗ của người thầy là người trang bày cho anh chị em mình để mà có một cái điều kiện sống ở trong cái vương quốc ngàn năm để không bị rơi vào cái chết thứ hai mà còn được đồng cai trị với Ngài nữa. Thì tất cả những cái điều đó Ngài cho mình học và có cái sự nhận thức rõ ràng qua người thầy của mình và qua lẽ thật, dựa trên lẽ thật và qua những cái điều mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ một cách rất là cụ thể khi sống tương giao với Ngài. Đó. Để cho mình vạch trần ra được cái con người cũ là sống ở trời cũ đất cũ và cái dâm loạn ở đây nó không phải là cái hẳn là thuộc thể là thấy rõ, nhưng cái mà nó vô hình là không có tin cậy Ngài, sống ở trên cái danh là mang danh của Ngài thôi. Nhưng trong tâm trí thì mình đã để cái đời sống của con người cũ nổi trội để mà dâm loạn vào trong những cái giá trị của thế giới này, mất đi cái sự trông cậy ở nơi Ngài. Và Ngài yêu con người, những con người Ngài cứu đó, Ngài đã trả một cái giá rất là đắt, mà Ngài yêu mình đến độ phát ghen lên. Mình biết được rằng Chúa yêu vợ của Chúa như thế nào rồi, hiền thê của Ngài, thì chỉ những con người sống ý thức và lớn trưởng thành ở trong Chúa thì mới nhận cái điều này, nếu nhận thấy được cái điều mà Chúa mong mỏi. Nhưng để mà những con Chúa được ý thức và được lớn và trưởng thành thì chỉ có những cái thức ăn để nuôi linh hồn và sự dạy dỗ trong lẽ thật và mọi lẽ thật thì con dân của Ngài với trưởng thành và những nàng dâu trưởng thành để mà thực hiện những cái điều mà người chàng rể muốn được. Và những cái sự đòi hỏi của người chồng đòi hỏi mình sống thắng. Và Chúa đã cho mình thấy được rằng cái đời sống thắng trận mà Ngài cũng đã trang bị cho người vợ Ngài hết rồi, cho dân của Ngài hết rồi. Là qua Ngài đã trả giá qua sự chết và sự sống lại, cũng như Ngài trang bị một Đức Thánh Linh sống ở trong dân của Ngài, trong con người mà tiếp nhận Chúa. Và những con người đó được làm cơ nghiệp, được làm cơ nghiệp và được Đức Chúa Trời làm cha, và chính dân của Ngài cũng được làm con. Đây là Ngài nói về tất cả các mối quan hệ để bù đắp con người không có thiếu bất cứ một cái đối tượng nào khác, một đời sống tình cảm cha con, anh chị em, người thầy, người chồng, tất cả Ngài bù đắp hết, không có thiếu sót một cái tình cảm nào. Thì cảm tạ Chúa đã yêu thương con người. Thì qua cái đời sống mà em đang sống ở nơi đất Mỹ cũng vậy. Chúa đã dựng nên đất Mỹ này trên lời của Ngài, mà qua bao nhiêu thế hệ mình thấy cho tới ngày hôm nay đất Mỹ đã xuống dốc và bỏ Chúa dần, bỏ Đức Tạo Thành. Ngài đã lập hết tất cả cái giá trị cho cái đất nước Mỹ này, và chính những con người khởi đầu cũng đã biết được ý muốn của Chúa và cũng đã hành động theo ý muốn của Ngài để mà giải cái giá trị của Ngài trên mọi lĩnh vực, như điển hình đất Mỹ hiện nay. Nhưng bây giờ thì đã xuống dốc rất là nhiều, con người đã bỏ Chúa. Hôm nay mình cũng cầu nguyện cho đất nước mà chúng ta đang sinh sống, và khi nói tới dân của Ngài trên đất nước Việt Nam của chúng ta thì mình cũng nhớ đến cái dân tộc Israel,
dân tộc Israel giờ đây thì cũng biết được là qua cái việc mà các tông đồ đã giao giảng, đã trả một cái giá đắt để mà đưa lời của Chúa cho dân của Ngài, cho dân tộc Israel, thì dân tộc Israel đã từ chối đấng Messiah, không có tiếp nhận mà còn giết Chúa nữa. Thì các tông đồ đã dùng tất cả kinh thánh và ân điển của Đức Thánh Linh để mà giao giảng cho dân của Chúa là dân Israel thuộc thể. Nhưng mà dân Israel thuộc thể cũng không được mấy bao nhiêu số dân để mà tin vào đấng Messiah cho tới ngày thời nay cũng vậy. Ngài đã chứng minh được rằng Chúa Giêsu là dòng dõi vua David, mà thì sách về vua David, về cựu ước thì dân Israel đã hầu như biết được hết. Nhưng mà nói về Chúa Giêsu là dòng dõi của vua David thì dân Israel thuộc thể của Chúa đã cũng không có tin và tiếp nhận. Mình thấy được rằng cái sự u mê, u mờ, tối tăm và cả một cái vương quốc bóng tối khi mà thụ tạo của Chúa, đầu thụ tạo đầu tiên của Chúa đã phạm luật của Chúa mà đã ra những cái hệ quả cho tới ngày hôm nay. Con người cảm tạ Chúa khi mình nhìn thấy được Adam thứ hai là Chúa Giêsu, Ngài đã trả một cái giá rất là đắt để trang bị đầy đủ Ngài, trong Ngài đã lập trình giống như chương trình cứu độ của Ngài rất là tuyệt vời, đi từng giai đoạn một. Khi mà mình được học và được Chúa mở mắt thì qua những cái bài của thầy giảng cũng như mình ngồi riêng với Ngài, mình mới thấy được từng bước mà một Đức Chúa Trời, Ngài là Omega, Ngài là Alpha và Omega, Ngài khởi sự và Ngài hoàn thành một chương trình của Ngài rất là tuyệt vời. Và cảm tạ Chúa tuyệt vời hơn hết nữa là anh chị em mình sống trong cái thời kỳ cuối này để mà mình nhìn thấy, nhìn lại chương trình của Chúa qua tất cả lời của Chúa đã rõ ràng. Rồi được biết bao nhiêu những con người đã trả một cái giá, những sứ đồ mà đi trước mình, điển hình gần mình nhất đây là thầy nữa, biết bao nhiêu qua bao nhiêu cái khó khăn để mà cho mình có những cái thức ăn, mình được nhìn lại cái khởi sự chương trình của Chúa cho mình, cho con người, và Ngài còn chuẩn bị một trời mới, đất mới nữa. Thì cảm tạ Chúa cho chúng con có những cái thức ăn này để chúng con ý thức và chúng con đi trong cái sự sáng của Ngài, thấy được chúng con thật là giá trị. Và điều ở đây khi mình cảm thấy được mình có giá trị như vậy thì mình cũng phải lãnh cái trách nhiệm cho dân tộc mình và cho con cái của Ngài ăn những thức ăn để mà trưởng thành. Em xin dâng lời cầu nguyện. Vô lạy Cha dấu yêu, Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Cha đã dành sẵn cho chúng con trời mới, đất mới. Và Cha cũng cho chúng con biết được biển là một sự phán xét mà Ngài đã giáng xuống trên đất này để quét sạch hết tất cả những ô nhơ. Nhưng Cha đã đọc lại được gia đình của Noe. Và cho tới ngày hôm nay, cho chúng con nhìn thấy được mỗi ngày chúng con được ở trong Chúa Giêsu, được Thánh Linh bày tỏ cho chúng con, thì chúng con không còn ở trong cái sự u mê tăm tối nữa. Chúng con nhìn thấy được một chương trình cứu độ của Cha thật là tuyệt vời cho con người, tuyệt tác cho con người. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài. Đến đời sống mỗi ngày, chúng con không phải rơi vào những cái sự hèn nhát, những cái con người cũ để mà phá đi những chương trình tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, Chúa dành cho những người thân yêu của chúng con, cho hội thánh của Ngài. Chúng con cùng với Đức Thánh Linh để lãnh trách nhiệm về đời sống của chúng con, lãnh trách nhiệm lên từng lời ăn tiếng nói của chúng con, lãnh trách nhiệm cho những cái con
người mà chính Chúa đã đổ máu cho chúng con. Việc của chúng con là làm việc với chính bản thân của chúng con đây, một con người tổng thể có tâm linh, linh hồn và thân thể giống hình ảnh của Ngài, và Ngài còn liên kết chúng con lại để trở nên người hiền thê của Ngài, và Ngài dàn sẵn cho chúng con một thành thánh Jerusalem mới, trời mới, đất mới. Mỗi ngày đây, Ngài đang trang bị cho chúng con, sửa soạn cho chúng con thành một người vợ có đầy đủ những trang sức như người chồng mong muốn ở nơi chúng con. Đó là chúng con mặc cái bản chất của Chúa, tính cách của Ngài, và đó là chúng con làm việc với linh hồn của chúng con. Chúa ơi, linh hồn của chúng con thật là quý giá, và Ngài liên kết chúng con là hội thánh của Ngài, là hiền thê của Ngài, và Ngài trang bị và cho chúng con tất cả những năng quyền của Ngài, chìa khóa nước trời, là cơ quan quyền lực cao nhất hơn tất cả các cơ quan của trời cũ đất cũ ở đây. Và chúng con cũng cầu, khi chúng con cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, cho dân tộc Israel, cho nơi mà chúng con sinh sống ở đất nước Hoa Kỳ này đây, thì chúng con, điều chúng con phải cầu nguyện đó là chúng con cầu nguyện cho dân của Ngài, cho hội thánh của Ngài, lập bởi hội thánh của Ngài phải có trách nhiệm trên dân tộc của mình. Và không ngẫu nhiên mà Chúa đã chọn chúng con để cho chúng con nói ngôn ngữ tiếng Việt. Sứ mạng dân tộc Việt Nam của chúng con là ở trong tay của chúng con, ở trong nàng dâu, ở trong hội thánh của Ngài. Ôi Thánh Linh ơi, xin Ngài soi lòng mở trí cho chúng con, để chúng con nhìn thấy chương trình mà Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu và Ngài đã trang bị cho dân của Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả các hội thánh ở Việt Nam vào những thời kỳ cuối cùng này, để nhận, sớm nhận ra được trách nhiệm của mình. Trách nhiệm mà hội thánh đang có, đó là chìa khóa của nước trời, mở ra cho chính hội thánh, mở ra cho dân của Ngài, để dân tộc Việt Nam của chúng con được nhận, sớm nhận biết Chúa. Và chúng con cũng cầu nguyện cho dân tộc Israel. Chúa ơi, tất cả xương, gân cốt dân tộc Israel đã có rồi, họ chờ đợi. Chúng con cầu nguyện để xin Chúa đổ thần của Chúa xuống trên dân Israel, để họ nhận ra được đấng Messiah mà chính họ đã giết Chúa, để họ đầu gối phụ phục xuống để tiếp nhận Chúa vào những thời kỳ cuối cùng này. Và lời của Chúa hứa, Chúa sẽ cất lòng chai giả đá ra khỏi lòng của họ, và Chúa đặt để cho họ một trái tim bằng thịt. Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài mở mắt, và lửa của Ngài đã giáng xuống đất rồi, thì con công bố lửa của Ngài đốt sạch hết tất cả những u mê tâm tối ra khỏi dân tộc Israel, ra khỏi dân tộc Việt Nam của chúng con, để loại trừ đi những sự hình tượng dối trá mà đã một đời sống đã chống lại Chúa. Chúa ơi, xin lửa của Ngài đốt sạch hết tất cả những cái hình tượng thuộc thể cũng như thuộc linh ở trong lòng trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Và ngay cả đất nước Hoa Kỳ mà chúng con đang sinh sống đây, Chúa ạ, ngày càng đi xuống giá trị thấp hèn của thế gian. Chúa ơi, xin lửa, con công bố lửa của Ngài, con công bố máu châu báu của Ngài để rửa sạch trên những sự ô nhơ, những sự chống đối Chúa ra khỏi đất nước Hoa Kỳ của chúng con, ra khỏi những con người mà đã tiếp nhận Chúa, mang hình hài của Ngài, mang danh hiệu là Christian,
chơi. Xin Ngài đụng chạm tới lòng của họ để họ trở về với Ngài. Và nhất là những hội thánh mang danh của Chúa đang chìm đắm thờ hình tượng, chìm đắm trong cái giáo lý giàu có, cao sang mà quên mất đi sự chết và sự sống lại của Chúa và ý muốn của Ngài trên hội thánh. Xin Ngài động chạm tới con dân của Ngài ngay ở đất nước Hoa Kỳ của chúng con đây. Và điều của chúng con khao khát đó là điều mà xin thánh lửa của Ngài cũng quét sạch, đốt sạch trong đền thờ của chúng con là lòng của chúng con đây. Để mỗi ngày chúng con làm sạch lòng của chúng con, để chúng con đứng trước mặt Ngài, chúng con không bị cái chết thứ hai làm hại, và chúng con biết được trách nhiệm của chúng con làm gì để được đồng cai trị với Chúa ở trong vương quốc của Ngài. Mỗi ngày đây, Ngài đang huấn luyện cho đời sống của chúng con, đời sống của chúng con để thi hành theo ý muốn của người chồng. Chúng con cảm tạ Chúa đã dành cho chúng con trời mới, đất mới ngay trong lòng của chúng con. Điều chúng con bước đi theo Ngài để cho sự dạy dỗ của Ngài càng hơn trên đời sống của chúng con. Mỗi ngày qua chúng con, qua đời sống mà chúng con mặc lấy chính Ngài, để chúng con là những người vợ mang trang sức cho người chồng. Chúng con biết ơn Ngài vì sự dạy dỗ này cho chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ. Cảm ơn Chúa. À, trong phần đoạn lời Chúa buổi sáng hôm nay, Chúa cũng nói rõ Ngài trời mới, đất mới. Trời, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất sẽ biến đi, đã biến đi, và biển cũng không còn nữa, và thành thánh là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn cho một người vợ mới, cưới trang sức cho chồng mình. Yeah. Thì vợ mới là vợ như thế nào, và trang sức là trang sức gì? Ở đây mình cũng đã học từ bao năm, cũng vài năm gần đây, Chúa cũng dạy cho mình để chuẩn bị sẵn sàng một người vợ, một người vợ trưởng thành, một người vợ có đủ những cái chất tố bên trong để mà bắt đầu mang những cái cùng với chồng, để mang một cái gánh để mà cứu người. Dạ, thì cái trang sức cho chồng mình thì mình cũng biết là những cái công việc mà việc lớn, để sẵn sàng trang điểm, đó là những công việc mà không phải là bình thường, nhưng mà những công việc không phải tầm thường, ở một cái vị trí mà đã gọi là một, trở thành một người con. Thì Chúa nói là họ sẽ là dân của ta và là con ta, và cuối cùng thì dân mới nhìn thấy rằng tới đây sẽ chỉ cho thấy cái người vợ mới cưới là vợ của chiên con, và chắc đẹp lộng lẫy biết bao, mà ngay cả các thiên sứ cũng chắc không thể chịu, không thể nào mà cái sự đẹp đẽ đó, sự thánh khiết đó, sự tinh tuyền, sự trong trẻo đó, là chính là những cái công việc lớn mà Chúa nói anh em sẽ làm những việc như Chúa làm, và làm những việc lớn hơn nữa. Thì vậy là một người Kitô hữu, một Cơ Đốc nhân, vậy việc làm mà kết nối với một đấng Christ nhỏ trên đất này thì là những công việc gì? Chẳng lẽ công việc tối ngày cứ là những cái nhu cầu chữa lành, chữa bệnh, thờ phượng, ca hát, nhảy múa, dạy xong trong bốn bức tường của hội thánh, trong một cái nhà hội, trong một cái nhà thờ to như vậy. Nhưng mà thoát ra khỏi những cái sự dạy dỗ đó, và sẽ đi khôi phục lại những vạn vật, và đặc biệt rằng là những cái môi trường, những cái nơi cơ sở
như về chính trị, văn hóa, truyền thông, tất cả mọi lĩnh vực. Vậy vậy hiện tại bây giờ thì những cái lĩnh vực đó là những ai nắm quyền cái lĩnh vực đó rồi? Có phải là những người đã tin Chúa chưa? Hay còn những người tin Chúa trốn ở đâu hết rồi? Nhưng mà trong sách Khải Huyền có nói rằng ơi hỡi núi, hỡi đá, đè tôi đi, đè cho trốn luôn cả Đức Chúa Trời, không muốn nhìn thấy. Thì đó là một sự xấu hổ, nhục nhã, mang danh là cơ đốc nhân, mang danh Kitô hữu. Thì chỉ có cậy dựa vào Đấng Christ ở đời này thì là sự khốn nạn. Nhưng mà Chúa nói, như Pierre nói với Chúa rằng: ôi Chúa ơi, con bỏ hết tất cả mọi sự theo rồi con được gì? Chúa nói ai giữ mạng sống mình sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống vì danh của Ngài thì sẽ lấy lại được mạng sống. Ở điều này ở đây thì nói tới cái chết thứ hai, đó là cái tòa án trung thẩm. Ở đây mình có đúng là khi làm sao mình biết được có những trong tòa, những cái tòa án có những cái điều gì nếu không được sự dạy dỗ. Cảm ơn Chúa. Chúa đã liệt kê những cái con người mà kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép thờ hình tượng, không kẻ nào nói dối. Tất cả những cái điều mình đang đọc ở đây là những cái tư tưởng của quỷ cộng sản. Quỷ cộng sản là chuyên gia nói dối, nó là cha của sự dối trá. Và mình cũng thừa biết điều này. Là cái nơi mà trung thẩm là sẽ dành cho nó. Cái tòa án trung thẩm á, là cho tất cả những lớn nhỏ đều đứng trước tòa. Giống như sách Khải Huyền nói là sách đã mở ra. Lúc đó mọi người sẽ nghe sự phán xét của Ngài. Và ai làm những điều ác thì đi theo nó thì đi thẳng vào hồ lửa. Còn những kẻ mà kinh tính Đức Chúa Trời thì sẽ đi tiếp vào cõi đời đời cùng với Ngài. Thì trong cái tòa án phúc thẩm thì mình cũng đang sống trong niềm hy vọng của tòa án phúc thẩm là thời đại ngàn năm. Nếu mà tất cả những sự trang sức cho chồng mình, tất cả những tiêu chuẩn mà Chúa đưa ra từ sáng thế tới sách Khải Huyền, mình cũng biết đặc biệt rằng sách Isaiah thì mình thấy Chúa cũng đang cho mình cái dòng chảy về sứ đồ là quyền trưởng nam. Và một cái vị trí là mình biết rằng là cái lời lẽ của mình nó không phải là bình thường, nhưng mà Chúa nói dùng môi miệng của mình trở thành miệng của Ngài và nói những điều sang chứ không phải là điều hèn. Thì cái tòa án thẩm này là anh chị em mình đang tập luyện để mà có những cái đẳng cấp để được vào trong cái phúc thẩm này. Và tòa án sơ thẩm thì mình đang sống trong cái thời đại này để mà Chúa lọc lựa, tuyển lựa vợ Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài là Alpha là Omega, Ngài là đầu cũng là cuối của cái sứ mạng của mình. Ngài đã khởi đầu, Ngài là Alpha của sứ mạng của mình và Ngài cũng là Omega cho cái sứ mạng của mình trên cái con đường mình đi, trên con đường của Đấng Christ đã đi. Cái tấm lòng của từng anh chị em của mình cũng như chính em thì càng đói càng khát bao nhiêu thì mình sẽ ăn được no thỏa. Chứ phải thức ăn thì được phơi bày ra rồi, mà nhiều khi cha mẹ thuộc linh mình cũng đã có những cái thức ăn cho mình. Cái thái độ mình ăn như thế nào thì tùy thuộc vào mỗi người. Hay là ăn xong là nhè ra, hoặc là không muốn ăn, hoặc là chán ăn, hay là ăn mà cứ đói khát. Vậy Chúa nói kẻ nào mà khát ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho như không. Thì mình lãnh như không thì chắc chắn mình cũng sẽ cho như không rồi. Thì càng ăn bao nhiêu thì cái sự thắng của Chúa, cái sự mà mạnh mẽ nó càng sẽ được tăng độ trưởng cao về thuộc linh bấy nhiêu. Thì lúc nãy ở thế gian mà còn nói kẻ mạnh luôn luôn mạnh thắng thì làm vua, thua làm giặc. Thường
thế gian mà còn nói như vậy nữa mà, thì chắc chắn cái sự thắng ở trong Chúa mà cũng sẽ được cái cơ nghiệp mà còn đồng ngồi với Ngài trên các nơi trên trời, kế tự cơ nghiệp của Ngài và đi hết bao nhiêu những ân điển này đến ân điển kia, sự vinh hiển đến vinh hiển, rồi từ cái độ tuổi bé cho đến độ tuổi trưởng thành. Ngày giống như là ngày tỉ mỉ để dạy, tùy thuộc vào cái lòng của mềm mại của con người đó có đón nhận hay không thôi. Nhưng chắc chắn rằng từng anh chị em của mình là đang ở trong một cái đội quân mà là đội quân đặc nhiệm đẳng cấp. Rồi ngày sau rót thì Chúa đang đầu tư và đang rèn luyện anh chị em của mình trong một cái vị trí mà Ngài đặt để vị trí để ảnh hưởng nơi cái môi trường lớn, nơi các vua. Rồi câu 8 thì em cũng đã nói rồi đó, tất cả những cái sự liệt kê này là đó là những cái tư tưởng độc tài của băng cướp Đảng Cộng sản, nó là một con quỷ. Tất cả những sự phù phép thờ phượng kẻ giết người và máu vô tội sẽ đổ lên đầu nó. Nó đang Chúa đã xóa sổ nó rồi, cơn của nó đang giận dữ lên, nhưng mà không có điều gì mà vượt trên cái việc mà của Thiên Chúa cho phép. Đó là cái chết thứ hai. Thì mình cũng thương xót cho tất cả những cái linh hồn của những người cộng sản đã rơi vào trong cái băng cướp đó, thì mình sẽ thương xót, xin Chúa Ngài cũng thương xót những cái linh hồn đó để họ cũng được rút ra khỏi, để cùng là những anh em của mình, họ cũng được nhận được sự cơ nghiệp, cũng nhận được sự cứu rỗi giống như mình. Họ ngu dại, thì chính sự ngu dại đó thì phải có người để mà giải cứu cái sự ngu dại của họ, phải có cái loa, có cái kèn, và cái kèn đó là chương trình tương lai cho Việt Nam. Cái kèn, nếu mà có như câu 9, một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng. Tai nạn. Đến gần tôi và bảo rằng hãy đến, tôi sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ của riêng con. Thường lúc nào, bình thường thì cái người chồng ở thế gian này mà vợ mới cưới thì thôi, lúc nào cũng yêu quý, nựng, yêu thương vợ mới cưới là rất là xinh đẹp. Chồng thì mình thấy nhìn cái hình ảnh là vợ mới cưới của Chúa Giêsu là một hội thánh thật sự là tinh tuyền, lộng lẫy, sang trọng, trong suốt trước mặt Ngài, không tì vết, không vết nhăn, nhưng đầy sự vinh hiển của Chúa. Đây là điều mong ước của từng anh chị em của mình trong cái hội thánh mà chính Chúa đã lập lên là Mercy of God, hội thánh trời thương, đại sứ quán nước trời, ân phước cho dân tộc. Là mình cũng đang là Chúa, mình cũng nhìn thấy được cái hình thành điều này, vợ của Chúa, một cái sự dạy dỗ lớn, sứ đồ tiên tri để cho đang đào tạo cho anh chị em của mình và chuẩn bị cho mình những cái trang sức để chuẩn bị sẵn sàng để mà đón sự soàn trang điểm để đón người chồng tân lang là chính Chúa Giêsu. Hôm nay mình cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, một dân tộc thân yêu của mình, cho anh cả dân Israel, cho đất nước Hoa Kỳ nơi mình sinh sống. Thì trong sách Khải Huyền cũng như tất cả các sách, thì khi càng bây giờ quay trở về đọc Cựu Ước thì mình mới thấy Chúa cũng làm chính trị đấy chứ. Chúa nói toàn gì các dân, các nước, không các ngôn ngữ, các thứ tiếng.
dân toàn gì vậy, nói về những dân tộc, chứ đâu đâu nói là chỉ là rất là nhỏ về cá thể là một con người để chỉ có lo cho chính mình. Nhưng mà mở rộng ra thì khi mình khăn đọc thì mình mới thấy là bao hàm và rất là rộng lớn, chứ không có phải rất là nhỏ hẹp như khi mà xưa mình chưa có biết, chẳng biết Chúa, mình chưa có nhận hết được toàn cái bức tranh. Thì một cơ đốc nhân, người nào mà nói rằng là những người mà tin Chúa không có liên quan gì tới chính trị, cái đó là mình phải vân phục nhà cầm quyền. Đại thứ là thấy sự gian ác là cái đó là việc của nhà cầm quyền. Còn vậy thì sự công bình nó như ở đâu? Mà trong khi đó những người chưa biết Chúa mà họ còn dám nói lên cái sự công bình là những người tù lương, những người tù lương tâm, những người mà đang ngồi tù, những anh em trong đó có phải xấu hổ và nhục nhã không? Nếu mà mình nói là mình là kẻ tin Chúa, là những nhất đặc biệt là những người lãnh đạo trong hội thánh. Dạy dỗ cái điều rất là ngớ ngẩn. Xin Chúa cho, bởi vì Chúa nói là Ngài sẽ ban thần, thánh linh của Ngài, không phải là một thánh linh làm cho mình nhút nhát sợ hãi, mà một thánh linh đầy sức mạnh kiên cường và biết tự chủ. Vì cảm ơn Chúa Ngài cũng kích hoạt từng anh chị em của mình qua những cái người mà có những cái tư tưởng lớn, đã từng làm nên lịch sử, đã cho cái đất nước Ukraine, rồi cũng như sắp tới một cái tương lai cho Việt Nam của mình qua một người thầy, người cha, người anh đây, Nguyễn Minh Cường, và xuống dưới từng của mình cho những người tôn giáo, và đặc biệt là cái nơi mà mình cũng xuất thân từ đó, cảm tạ Chúa, tinh thần công giáo. Chúa sẽ làm một cái điều gì đó mà lòng con cũng hằng đêm ấp ủ, và biết cái điều mà chúng con chắc chắn, chúng con phải nghĩ là tin tưởng chắc chắn Ngài sẽ làm một cuộc cách mạng lớn cho một cái tinh thần công giáo phải thoát, và không phải là tôn giáo thì nó đã bị lệ thuộc vào cái chế độ độc tài cộng sản, và trước là phải làm dẹp sạch cái tư tưởng của quỷ cộng sản thì mới xuống công giáo, những cái tôn giáo được. Thì cảm ơn Chúa mỗi ngày Ngài cho chúng con sống với cái mục đích giá trị vương quốc của Ngài, luôn nhìn thấy cái mục đích chính, rồi từ cái mục đích chính đó thì mình mới chi tiết để mà mình tập cho những cái mục đích nhỏ để mới thành được cái mục đích chính. Dạ. Cảm ơn Chúa. Để cha giáo yêu của con cảm tạ người con cha, chúc tụng tôn vinh cha, tình yêu của cha trong Chúa Jesus Christ. Không có điều gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài, Chúa ạ. Mà Chúa còn khẳng định ngay cả sự chết hay sự sống, thiên thần, ma vương, quỷ lực, hiện tại, tương lai, hay bất cứ một sức mạnh nào, Chúa ạ. Và không có một điều gì có thể ngăn trở tình yêu của Ngài với chúng con. Con chiêm ngưỡng Ngài, chúng con được chạm tới Ngài, chính là lời sự sống của Ngài, lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng con, ở giữa chúng con, nước của Ngài ở trong chúng con, ở giữa chúng con. Cảm ơn Chúa, Ngài đã làm mới mọi sự trong chúng con, ngoài chúng con, để thần linh, linh hồn và thân thể của chúng con được biết khắc phục Ngài, quy phục về Ngài, vâng lời, ngoan ngoãn để làm theo cái đại lệnh của Ngài, là phải trở nên giống Ngài để quản trị, để cai trị. Chúa ạ, cảm ơn Chúa, Ngài tập luyện chúng con mỗi ngày. Và khi chúng con biết cầm gươm dao, biết cầm vũ khí để ra chặn, để đánh chặn,
Và chúng con biết chắc rằng cái đối tượng mà chúng con đánh nó không phải là con người Chúa ạ, nhưng mà chính là cái kẻ thù mà Ngài sẽ chỉ cho chúng con. Và nó đã nói rằng không ai nhìn thấy nó. Và Ngài đã cho chúng con đôi mắt của Ngài, tai, miệng và tấm lòng của Ngài để chúng con sắc bén được nhìn thấy nơi mà nó nói rằng không ai nhìn thấy nó, chính là ma quỷ. Nó là kẻ cướp giết và hủy diệt, là cha của sự dối trá, Chúa ạ. Chúa, Ngài đã yêu chúng con và cùng với Ngài chúng con cầu thay cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con. Cho anh ca của chúng con là dân Israel, cho cái đất nước mà nơi chúng con ở. Một chế độ độc tài, một tư tưởng còn tin chắc rằng và Ngài cũng đang xóa sổ và đang diệt chủng nó, chúng ạ, chú ạ. Và những cái cây nào mà cha của con không trồng thì Ngài sẽ chặt đi. Chúng con cảm ơn Chúa. Và cái điều mà Ngài chặt nó đi và sự phán xét của Ngài khởi sự xuống trên tại nhà Ngài. Và những con người mà nhận biết Ngài mà chỉ câm miệng sẽ lật tung những cái điều đó lên. Con cảm ơn Chúa, Ngài cũng đã lật tung chúng con và đã vạch ra chúng con để chúng con không bị ru ngủ trong những cái tôn giáo. Và giờ đây Ngài đang luyện chúng con để chúng con trở thành một gươm sắc bén trong tay của Ngài trong những ngày sau sót này. Chúng con đợi ơn Chúa. Cảm ơn Ngài, Ngài đã yêu cho chúng con một tình yêu lớn để chúng con được nhận cái cơ nghiệp từ Ngài là chính Ngài. Và còn những cơ nghiệp khác nữa là các dân, các nước để cùng đồng với Ngài ngồi trên các nơi trên trời và đồng kế tự cơ nghiệp của Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài cho từng anh chị em của chúng con, người thầy giáo của chúng con được đi hết từ ân điển này đến ân điển khác, từ đức tin đến đức tin, từ một cái độ tuổi còn bé cho đến độ tuổi từng lớn lên trong giai đoạn trưởng thành, để nhận biết Ngài, nhận biết lời của Ngài, và lời của Ngài phải trở nên thành thật trong đời sống của chúng con. Và tất cả những lời lẽ thật và đầy tràn trong chúng con được dạy dạy cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài dẫn chúng con đi trong mọi lẽ thật. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con chúc phước trên dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con. Chúng con cầu nguyện và chúc phước trên dân Israel cũng như và đất nước Hoa Kỳ nơi chúng con sinh sống, một đất nước đã được khởi sự và được lập trên cái nền là chính là lời của Ngài. Và con biết rằng chính Ngài đã khởi sự đất nước Hoa Kỳ này và Ngài cũng sẽ là Alpha và Omega, Ngài sẽ kết thúc. Xin Chúa Ngài cũng để Ngài cho đất nước Hoa Kỳ này phải đi trong sự trật tự của Ngài. Không còn lộn xộn nữa, phải trật tự. Bởi vì đất nước Hoa Kỳ này Chúa đã ban cho có quyền trưởng nam. Và chính cái quyền này để mà Chúa sử dụng để cùng với Ngài để cai trị, Chúa ạ, cai trị. Chứ không phải làm những điều thấp hèn. Đúng không ạ? Xin Chúa cũng đập nát và dẹp tan, con cũng gọi sự thịnh nộ của Ngài để hủy diệt cái băng cướp của quỷ cộng sản, tư tưởng của cộng sản trên cái đất nước của chúng con. Trên đất nước Hoa Kỳ cũng như anh cả của chúng con, tư tưởng tôn giáo, Chúa phải đập nát hết tất cả những tư tưởng đó để ra khỏi họ, Chúa ạ. Con cũng rút linh hồn của họ để chuyển giao cho Ngài, bởi vì họ cũng xứng đáng như chúng con để nhận được sự cứu rỗi, nhận cơ nghiệp của Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài yêu chúng con mà Ngài đã giải phóng chúng con, thì con tin chắc rằng tình yêu của Ngài cũng sẽ giải phóng và sự thương xót của Ngài cũng sẽ giải phóng cho đất nước Việt Nam của chúng con, giải phóng tư tưởng của anh cả của chúng con và cũng đất nước Hoa Kỳ này. Chúng con đội ơn Cha, chúng con biết ơn Ngài và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Em Tụy, yêu quý. Nào còn ai nữa không anh chị em? Anh Trung Dị Chi, có muốn cầu nguyện không? Dạ, rất là nguyện.
Cảm ơn các chị. Các chị nhầm chờ mẹ. Alo, anh chú chị ơi. Dạ, con cầu nguyện. Xin lời cha yêu dấu của chúng con cảm tạ cha, chúng con đội ơn ngài, chúng con nghe xin ngài ban phước cho chúng con được đầy dẫy trong ngài. Chúng con cảm tạ ơn cha đã chăm chọn chúng con để chúng con cùng đồng đi với ngài, chúng con được ngài dạy dỗ cho chúng con để mỗi ngày cho chúng con có nghệ thuật đồng đi với ngài, để chúng con được nên giống ngài mỗi ngày. Rồi chúng con cảm tạ ơn cha nhiều với lòng thương xót của ngài đầy dẫy trên chúng con. Chúa yêu chúng con nên Chúa mới chọn chúng con để chúng con là những người được Chúa dạy dỗ. Chúa cho chúng con ân điển của ngài, qua ân điển của ngài chúng con vượt qua tất cả, Chúa tập luyện cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn cha, chúng con cầu nguyện cho dân Israel của ngài, mà dân mà cứng đầu cứng cổ đã bỏ từ chối ngài, từ chối đứng quyết. Ôi, cảm ơn Chúa và dân Israel đã dạy cho chúng con một bài học để chúng con luôn ghi nhớ những điều mà Chúa đã dạy cho chúng con. Và chúng con cũng nhớ ơn người anh cả của chúng con, qua anh cả chúng con mà chúng con có lời của ngài. Chúng con cảm tạ ơn ngài, chúng con cầu nguyện xin ngài chúc phúc cho dân Israel của ngài đầy dẫy và mở mắt mở tai cho họ để họ nhận biết Đấng Christ, thì họ sẽ được cứu, thì họ sẽ được vào trời mới đất mới trong ngày sắp tới đây. Chúa, chúng con cảm ơn ngài. Chúa cho chúng con những điều này để chúng con tập luyện bản thân chúng con, và chúng con phải giữ tấm lòng hơn hết. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con cũng cầu nguyện cho nước Việt Nam của chúng con, là nước Việt Nam được ngài yêu thương, ngài ban tin mừng vương quốc của ngài đầy dẫy trên nước Việt Nam của chúng con, để cho dân tộc Việt Nam của chúng con biết nhận biết ngài, kính sợ ngài. Thì họ kính sợ ngài thì họ mới nhận được những ân phước của ngài. Chúa, chúng con cảm ơn ngài nhiều. Chúng con yêu ngài. Chúng con trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa, nhân Chúa. Anh chị Chi có cầu nguyện không, chị Chi ơi? Cầu nguyện được không? Chắc cô Chi đi làm. Đi làm á? Rồi, tạ ơn Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện con dân các nước, thì đoạn kinh thánh ngày hôm nay cũng chỉ chúng ta để nhắc lại chúng ta biết rằng khi cầu nguyện cho các dân nước không đơn giản chỉ là tin nhận Chúa thôi đâu, mà chúng ta nhìn thấy họ là cái phần ở trong vợ của Đức Chúa Trời. Amen. Đức Chúa Trời là muốn là dân của ngài, chúng làm dân ngài, ngài Đức Trời chúng nó, ngài giữa chúng nó. Trong cái dân đấy là vô số các dân, vô số các nước, vô số các thứ tiếng. Chúng ta nhìn thấy được vô số ở trong sách Khải Huyền có nói về ngôn ngữ. Vâng. Khi chúng ta cầu nguyện Israel, cầu nguyện Việt Nam, cầu nguyện cho Hoa Kỳ, cho Đức, cho các quốc gia mà chúng ta đang ở, thì không chỉ cầu nguyện sự phồn thịnh hay là sự cứu độ bình thường của quốc gia đâu, mà chúng ta nhìn thấy họ như là cái phần của thân thể của Chúa Trời, và như cái phần của nàng dâu của Chúa. Chúng ta nhìn thấy người vợ mới của Chúa đây thì cấu tạo gồm rất nhiều các dân các nước với nhau, thì trong đó nhìn thấy các từng phần của các dân tộc. Amen. Amen. Chúng ta có thể là ở các dân quốc gia chúng ta đang ở chẳng hạn, chúng ta có thể tạm thời, dù sao chăng nữa cái sự mà chúng ta gieo vào đó thì chúng ta cũng vẫn mong muốn để nhìn thấy cái dân đấy họ xuất hiện một cách rất là vinh hiển, một cách rất là hào nhoáng vinh hiển ở trong trời mới đất mới, ở trong con, ở trong nàng dâu vợ mới của Đức Chúa Trời đấy, vợ mới trên con đấy. Ừ, như chị cũng nói đấy, là trời mới đất mới đã có rồi, Chúa đã dựng nên trời mới đất mới về trong tâm linh, trong tâm linh là có rồi, khi Chúa dựng chúng ta là tạo vật mới của ngài thì đã có rồi, còn cái trời mới đất mới này sẽ trời mới về thể lý mà sẽ có chờ đợi chúng ta ở trong cái ngày sau phán xét. Sự chết thứ nhất là sự chết mà con người chết về thuộc linh rồi, và họ đang chờ đợi thì một cái đợt nữa. Sự chết thứ hai là sự chết, nói sự chết thứ nhất là sự chết thuộc thể, thuộc thể là cái người mà đã chết rồi đấy, tất cả họ chết rồi, và họ sẽ chờ một cái sự phán xét nữa, và cái sự phán xét là sự chết thứ hai. Tất cả mọi người sẽ đứng hầu trước mặt Chúa Trời hết trong ngày phán xét lớn đấy,
và ai mà không có tên trong sách sống đời thì bị quẳng xuống, và đấy là sự chết thứ hai. Sự chết thứ hai, sự chết cuối cùng luôn, sự chết đấy là kết thúc tất cả mọi sự luôn. Thì những ai mà qua được sự chết thứ nhất, những ai mà không phải sự chết thứ nhất, những ai mà không phải nếm trải sự chết thứ nhì thì rất tuyệt vời. Đấy là trong đâu nhỉ anh chị, trong Khải Huyền bao nhiêu, Khải Huyền 18 à? Sự chết thì không có quyền thì trên chúng ta. Khải Huyền 19 Khải 20 thì về trời mới, về những người người trong ngàn năm. Thì những người chúng ta là chúng ta có thể chúng ta sẽ chết sự chết thứ nhất, sau đó chúng ta sẽ chúng ta có mặc lại sự sống thứ nhất rồi. Sự sống thứ nhất là chúng ta đã có rồi này. Sinh lại. Sống lại đúng không? Xin nói sự sống lại đúng không? Sống lại chúng ta có rồi. Sự sống lại thứ nhất là chúng ta đã có, thì chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là chúng ta sống lại rồi. Và còn nữa là sự sống lại phải thực sự là người sống lại. Là cái sự sống nó đi tiếp đến trong vùng toàn năm thì mới là sự sống lại. Và nếu mà nó không đưa đi đến đấy thì nó không phải sự sống lại thứ nhất. Ví dụ như có những cơ đốc nhân họ tin nhận Chúa, thì sau đó họ rời xa Chúa thì họ lại chết. Nó không được trải nghiệm sự sống lại thì tiếp tiếp thứ nhất đấy. Trời mới, đất mới biến đi, biển không còn nữa, biển thì mang sự chết trong mình rồi. Biển chứa tất cả những người chết có trong mình cũng bị xóa hết trong đó, tức là sự chết thì không còn nữa, chỉ còn sự sống thôi. Trời đất mới này, khi chúng ta cầu nguyện cho dân nước, chúng ta mong muốn để cho các dân đấy, các nước đấy chúng ta đang ở, họ được vào trong không như là thân thể Chúa mà trong thành thánh của Jerusalem, ở trong thành họ là đền thờ, đền tạm của Chúa Trời ở giữa loài người luôn. Họ ở đấy luôn, họ ở trong thành Jerusalem mới thì Chúa Trời luôn. Chúng cầu nguyện không những chỉ chúng ta chỉ cầu nguyện những cái lĩnh vực, ví dụ như ngày nay, ngày xưa chẳng hạn, chúng ta cầu nguyện các dân ở đó, chúng ta cầu nguyện cho cái chính phủ đấy, cho cái quốc gia đấy thôi, theo gọi là được bình an, được hòa bình, để cầu nguyện cho các nam đề quốc gia đấy về ABCDDEF thế thôi, và chỉ giữ ở cái phần đấy. Tất nhiên nó cũng cần, nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn ấy, chúng ta cầu nguyện cho nam đề ABCDEF đấy, cái vấn đề đấy nó chỉ là để cho cái dân đấy được trải nghiệm những cái sự gì ở dưới đất này, tương tự những sự gì để có cái, họ có được cái gì ạ, cái kỹ năng trong đời sống, họ cái tính cách, quan trọng tính cách, những cái năng rèn tập trong tính cách của họ đấy, để họ đi vào trong vương quốc đời đời, vương quốc ngàn năm của Chúa. Amen. Nhìn đi chúng ta, tất cả điều chúng ta đang làm trên đất này cho mình này, cho cái dân mình đang là ở này, thì chúng ta đang để mà tiếp tục ở trong vương quốc đời đời, vương quốc ngàn năm, chúng ta làm tiếp tục điều đó. Thì cũng vậy thôi, khi chúng ta cầu nguyện các dân và các nan đề nhu cầu của họ đó, thì để cho các dân các nước đến họ cũng trải nghiệm tương tự như chúng ta vậy. Amen. Họ cũng được hiểu rằng, được nhận thức rằng, được thông hiểu rằng họ đang làm điều đấy để mà đang tập được cái tính cách, rồi cái tính cách đấy cùng với tất cả mọi thứ sẽ đi thẳng vào vương quốc ngàn năm luôn, có đời đời như vậy luôn, chứ không đơn giản chỉ có giải quyết các nhu cầu dưới đất được thôi. Chúa nói rõ rồi, nếu chỉ có trông cậy Chúa ở đời này thôi thì khốn nạn hơn mọi sự, khốn nạn hơn hết tất cả. Thì thử là những cái việc chúng ta làm đây nó chỉ được tạm thời thôi, nó tạm thời đấy, nhưng mà nó lại quy chiếu vào sự đời đời, phải nhận thức điều đấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ là làm dưới đất này xong chỉ dừng dưới đất thôi thì cũng thật là khốn nạn hơn hết thật. Nhưng mà chúng ta làm dưới đất nhưng mà lại nó kết nối với sự ở đời đời trên trời, đấy là chuyện khác. Như cầu nguyện giải quyết một cái nhu cầu cho một cái dân nào đó chẳng hạn dưới đất này, ví dụ như là mẹ đơn thân chẳng hạn này, dưới đất này có vẻ như chỉ nhu cầu mẹ đơn thân thôi, thế trong cõi đời đời thì là cái gì, trong quốc ngàn năm ấy thì không có chuyện mẹ đơn thân đúng không, đúng không anh chị em, trong quốc ngàn năm đấy, rồi chúng ta cai trị nhá, thì trong quốc đấy không tội lỗi,
thành thử ra người ta sống, người ta cũng có lấy vợ lấy chồng để con ở dưới đất trong ngàn năm đó, thì họ cũng sống trong luật của Chúa Trời ở mức độ rất là cao, thành ra là không có chuyện bỏ vợ bỏ con để mà mẹ đơn thân chẳng hạn. Thì thế nó liên quan gì đây? Thì việc đơn thân nó chỉ dưới đất thôi, ở trên đúng có ngàn năm nó không có, nó liên quan gì ở đây? Thế thì nó liên quan vấn đề này, liên quan trong lúc một quá trình chúng ta giải quyết cái vấn đề mẹ đơn thân đấy, thì chúng ta đang làm việc với tính cách của mình, làm việc tính cách của người người với cái người mẹ kia, làm việc với chính mình chưa đã này, mình giải quyết được nan đề đó, mình nhìn thấy từ tình yêu thương, từ sự đồng cảm gì đấy, rất nhiều thứ để đối với cái người có nhu cầu đấy, để nó làm ra cái tính cách về yêu thương, về thương xót, tình yêu trong mình, thì cái tính cách đấy vì tình yêu còn đời đời mà, để mình rèn tập được cái tính cách đó để yêu thương, đấy nó thành cái tính cách của mình thôi. Và cái sự thì nó liên quan đến dưới, ở trong quốc đời đời. Thì cái người kia họ được cứu đấy, họ cũng sẽ được cái người mẹ đơn thân họ được cứu đấy, họ cũng sẽ dính đến một cái lĩnh vực nào đó, hay một cái dân nào đó, hay một nhiều cái lĩnh vực cái dân nào đó của họ. Thì khi mà mình cứu họ, cái người mẹ đơn thân đấy, thì người đó trở thành cơ nghiệp của mình rồi, thì mình sẽ lãnh đạo sau này ở trong cái dân, cái nước đó, cái dân đấy ở trong vương quốc ngàn năm. Amen. Mình gieo rồi mà, mình chỉnh hướng rồi mà, mình ở trong vương quốc ngàn năm đấy, mình không có lãnh đạo cái người mẹ đơn thân, trong đó không có làm đèn đơn thân nữa rồi. Nhưng người mẹ đơn thân lúc đó đấy, nếu mà bà mà tiếp nhận, bà đã nhận Đức Chúa ấy, thì bà đã có một cái cơ nghiệp về chính trị chẳng hạn này, thí dụ về kinh tế chẳng hạn này, đó. Bà ấy tiếp tục vương quốc ngàn năm, bà sẽ lãnh đạo cái lĩnh vực kinh tế chính trị nào đó ở trong vương quốc ngàn năm dưới đất. Hay còn chúng ta thì làm gì? Thì chúng ta có cái phần dividend của chúng ta, phần lãi suất chúng ta, tức là họ là cơ nghiệp của mình, như là mẹ con mà khi ở dưới đất đấy, thì khi bà trong vương quốc ngàn năm bà ấy đang lãnh đạo của chính trị kinh tế nào đó, thì đấy bà là cơ nghiệp của mình, bà là học trò của mình. Amen. Dạ. Dạy dỗ và nhiều cái điều nào đó mà chúng ta có để mà chia sẻ họ trong cuộc ngàn năm, sẽ dẫn dắt họ đến nhiều điều gì đó. Thí dụ là như vậy, thí dụ thôi. Vì vậy mà tất cả khi chúng ta cầu nguyện cho quốc dân của nước đây, không chỉ giải quyết cái nhu cầu dưới đất họ thôi đâu, mà tất cả nhu cầu dưới đất nó sẽ liên quan nó một cách rất lắt léo với các lĩnh vực xã hội, liên quan đến các cá thể khác nhau, các đối tượng khác nhau, liên quan đến những lĩnh vực khác nhau nữa, mà cái liên quan đấy nó sẽ là của chúng ta, là cơ nghiệp chúng ta sau này. Hallelujah. Ôi lạy Chúa trong danh Jesus Christ, Chúa tạ ơn Chúa. Hôm nay chúng cầu nguyện Israel, Chúa ạ, cầu nguyện Việt Nam, cầu nguyện cho Đức, cho Hoa Kỳ, cho Ukraine, cho quốc gia chúng đang ở, Chúa ạ, và Chúa nhìn thấy tất cả các dân đó, Israel cũng như thuộc linh cũng thuộc thể Việt Nam, cũng như Hoa Kỳ hay Đức, Chúa ạ, hay Ukraine, cũng chỉ là một trong những cái dân mà có ở trong đền thánh của Ngài, đó ở trong người vợ mới của Ngài, cho người vợ của Ngài, người vợ chính con, cho vì Ngài muốn làm tất cả cái vợ của Ngài, và là cái dân của Ngài, dân Ngài gồm tất cả các dân trên thế giới này, cho dân Ngài gồm đầy đủ các sắc dân, các thứ tiếng khác nhau trên thế giới, Chúa ơi. Ra vì chính chúng cầu nguyện lên, cho thì chúng con cầu nguyện cho để cái dân đấy được nổi trội, được nổi bật một cách dạng giữa vinh hiển, cho ở trong thân thể của Ngài, ở trong nàng dâu của Ngài, trong các dân của Ngài trong ngày đó, Chúa trong danh Jesus Christ, con tạ ơn Chúa dân Israel, Urasakara vì dân Israel là ban đầu lòng Ngài, Chúa ạ, dân Israel như là cái dân đầu tiên mà Ngài đã mở ra để cho họ nhìn thấy, cũng như bày tỏ cho thế gian, bày tỏ chúng con nhìn thấy rằng mỗi con người đó chỗ là ảnh tượng Ngài, mỗi con người đó là cái dân mà được trở thành vợ của Ngài đó, Chúa ơi. Và Israel là cái tiếp điểm đầu tiên mà Ngài đã động đến loài người chúng con, để đưa loài người chúng con vào trong quả vĩnh hằng của Ngài. Hallelujah, cho anh cảm tạ Chúa, dân Israel thuộc thể, cho anh chúc phước Israel thuộc thể, Chúa ạ. Và đây chúng con nhìn thấy sự sa ngã của dân Israel thuộc thể đó, Chúa ạ, và cho anh cầu nguyện cho anh cả chúng con để họ được vực dậy, cho họ được đứng dậy, họ đã mở màn, Chúa ạ, họ đã mở hàng thì họ cũng kết, họ cũng chốt luôn, Chúa ạ. Họ như Ngài là Alpha Omega, để đặt để anh cả chúng con là Israel, sự cứu rỗi ra từ Israel, Chúa ạ. Ngay cả chúng con đã mở ra sự cứu rỗi mà Chúa Jesus Christ đến qua người Israel, Chúa ơi, thì cũng vậy, thì người anh cả chúng con cũng sẽ được bừng dưỡng, cũng sẽ được vững mạnh, cho để đứng vững được trong ngày cuối cùng này, để người anh cả chúng con cũng sẽ phải là kết thúc
cuối cùng Chúa ạ. Ngay cả chúng con Sakada về thuộc thể cũng sẽ kết thúc cuối cùng. Urasakada và sự kết thúc đó là phụ thuộc chúng con. Để khi chúng con giao truyền tin mừng của Chúa để mọi sự được biến đổi cho Urasa, để tất cả các dân ngoại được cứu đủ số rồi cho ạ. Thì lúc đó Ngài sẽ động lên anh cả chúng con. Và Ngài dùng anh cả chúng con để kết thúc nốt tất cả những sự gì ở dưới đất này mà cần phải làm. Trong danh Chúa Jesus Christ, ta để các dân các nước của Chúa được vào hết trong nhà của Ngài. Để trong thân thể của Chúa đầy đủ tất thảy sắc dân, đầy đủ tất thảy mọi thứ tiếng, đầy đủ hết tất cả những điều gì mà Ngài mong muốn cho ạ. Trong danh Chúa Jesus Christ, ta cả đáp lời vì vậy chúng con cầu nguyện đi xuyên cho Việt Nam, cho Đức, cho Hoa Kỳ, cho Ukraine, cho trong quốc gia mà Chúa đang ở đấy, cho để các quốc gia đó được nổi trội như sao sáng ở trong thân thể của Chúa. Họ là những trang sức tuyệt vời Ngài đặt để Urazakara cho Ngài, cho Zakara Yuriyuro chính cái dân đó. Uraza là trang sức cho vợ mới, giờ vợ mới của Ngài, cho cả thân thể đầy dẫy vinh hiển đó, thân thể đầy các dân các nước đó, cho thân thể cấu tạo gồm tất thảy các linh hồn được sinh lại bởi Ngài đó, cho tất thảy các liên minh của linh hồn đó cấu tạo một cách khác nhau, cách lắp đéo, cho một cách phong phú, một cách đa diện như vậy. Shakadabada thì mỗi cái dân mà chúng ta đang cầu nguyện đây, cho là cái trang sức đẹp đẽ cho người vợ mới của Ngài, cha trong danh Chúa Giêsu. Shakadabada tất thảy được quý hóa nhất, cho chúng ta cầu nguyện cho Israel, cho Việt Nam, cho Ukraine, cho Đức, cho Hoa Kỳ, Chúa ơi, để các dân này, cho đều nhận được tất cả các tinh hoa của vương quốc Chúa Trời, cho tất thảy mọi sự mầu nhiệm, huyền nhiệm, quyền phép của nước Ngài, cho được bày tỏ cho dân này, và dân các dân này cho sẽ đi và thực hiện điều đó trong danh Chúa Jesus, để họ trở lên ra sự sáng mà Ngài muốn cho, để muối của đất này sự sáng thế gian. Và chúng cầu nguyện để họ chiến thắng được trong tất thảy mọi thử thách mà Ngài đã trải nghiệm dưới đất này, chơi nhận được cơ nghiệp ở trong vương quốc đời đời của Ngài, cha trong danh Chúa Jesus. Hallelujah. Sakara chuẩn chúc bước cho sự ra đi của họ và trong miền đất hứa. Sakara chuẩn chúc bước cho Israel, cho Việt Nam, cho Ukraine, chuẩn chúc bước cho Hoa Kỳ, cho Đức, cho Orosai, để họ đi về đất hứa, cho họ bước vào miền đất hứa và chiếm được miền đất hứa đó, cho họ thắng, họ thắng, cho để họ nhận được các dân các nước đến làm cơ nghiệp cho họ trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, cho con cảm tạ ơn Chúa vì tất cả mọi dân nước này đều có sứ mạng tiền định của Ngài cả, cho ạ. Mỗi một dân, mỗi quốc gia đều có sứ mạng tiền định, đều có bản thiết kế tiền định mà Ngài đã dựng trước sáng thế, và cho con cầu nguyện để trong quốc gia đó dấy lên những bậc thượng phụ, cho ạ, dấy lên những bậc cha chú, những cha thuộc linh của các dân tộc quốc gia đó, cho ạ, để họ nhận được, những người cha đó họ nhận được bản thiết kế tiền định cho các dân tộc quốc gia của mình, Chúa ơi. Shakadabara Budurusu, để họ có thể thực hiện được theo các bản thiết kế đó, thì lúc đó những cơ nghiệp của họ thật là lớn, thật vĩ đại, cho ạ, trong danh Chúa Giêsu. Vì trong ngày lớn, ngày phán xét của Chúa, Ngài sẽ lôi tất cả chúng con ra, Ngài sẽ lôi tất cả bản thiết kế tiền định, Ngài dựng tất cả các chúng con cũng như các dân tộc trước sáng thế, cho ạ, để Ngài so sánh, ra ra để Ngài lấy làm tiêu chuẩn, để quy chuẩn, để mà phán xét trong ngày đó, cho ạ, để phán xét theo các dân nước đó có đạt được những yêu cầu đó không, có đạt tiêu chuẩn đó của Ngài không, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Cho nên cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con ở Việt Nam này, Chúa ạ, đã nhận được bản thiết kế tiền định của Ngài, Chúa ạ. Chúng con là siêu vinh hiển Ngài, Chúa ạ, được biến ta từ cái Satan bẩn thỉu đó trở thành siêu vinh hiển Chúa Trời. Siêu đó, cửa siêu của Ngài, Chúa ạ, chúng con đứng ở trên các núi, các đỉnh cao, Chúa ạ, chiếm tất cả lĩnh vực cao trọng nhất trong xã hội loài người. Ô ra ra cả vì Ngài ưa cửa siêu hơn là nơi ở của Jacob, Chúa ơi. Ô ra ra cả tạ ơn Chúa vì Ngài cho Việt Nam chúng con được cái cơ hội đó, Ngài cho dân tộc Việt Nam chúng con được cái vinh dự mà nhìn thấy cái sự mầu nhiệm của vương quốc Ngài đó, cho để cho con đạt tới điểm đó, cho tạ ơn Chúa chương trình tương lai Việt Nam, để cho con nhìn thấy sức mạnh tiến định của dân tộc mình, cho Orasan của chúng con trở thành sự cứu rỗi cho tất cả các dân một nước, cho ạ, để tất cả các dân các nước nào Orasan nhìn đến bản đồ thế giới, nhìn đến hình chữ S, Chúa ơi, họ sẽ được cứu, họ nhìn thấy con rắn đồng đó mà họ được thoát khỏi con rắn lửa, cho ạ. Amen. Tất thể mô hình của Việt Nam mà Ngài đã cho chúng con như là ao Bethesda, ao nhà thương xót của Ngài đó, chưa ạ? Ồ thì tất cả năm cái vòng cửa đó, tất cả các dân qua các dân các châu lục Á, Âu, Mỹ, Phi, Úc, chưa ạ? Qua cái năm vòng cửa đó họ được cứu hết, chưa ạ? Trong danh Chúa Giêsu, cũng như tất cả năm chức vụ lãnh đạo của Thánh của Ngài, sứ đồ, tiên tri, giảng dạy, giáo sư, mục sư, chưa ạ? Qua năm vòng cửa đó cũng được cứu hết, chưa ạ? Và Chúa sinh sản ra những cái chức vụ lớn vĩ đại đó, cha ơi, trong danh Chúa Giêsu. Shakadabara Esik Entrikadabara Zakatin
Hallelujah, cảm tạ ơn Cha thật nhiều, cảm tạ ơn Chúa thật nhiều, cho vì cơ nghiệp chúng con thật lớn, cho những cái dân này, cho dân Israel là cơ nghiệp chúng con, Việt Nam cơ nghiệp chúng con, cho Ukraine là cơ nghiệp chúng con, cả Israel thuộc thể, dân Israel thuộc linh là Ukraine cũng là cơ nghiệp chúng con, cho chúng con cũng đồng hưởng, đồng hưởng cơ nghiệp đó cùng với những người Israel, Rasaka chúng con đồng hưởng cơ nghiệp đó với người Ukraine, cho đồng hưởng cơ nghiệp đó với người Đức, người Mỹ, người Việt Nam, cho vì họ cơ nghiệp chúng con rồi, cho chúng tay Chúa Giêsu, con cảm tạ Cha, Hallelujah, chúng chúc phước cho nhau, nguyện ngài được sáng qua tất cả chúng con, qua dân tộc mà chúng con đang cầu nguyện, chúng yêu mà chúng yêu dân tộc đó trong danh Chúa Cha chúng con thiêng liêng. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa, cảm ơn thầy. Amen. Tạ ơn Chúa. Stop được chưa anh chị em? Yeah. Stop nhá. Để chúng ta chuẩn bị cầu nguyện chiến trận.